Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vụ vạn thịnh phát, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là người mách nước cho Đinh Văn Thành trốn ra nước ngoài. Ngày 11 tháng 9, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đê biết, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm 1973, quê quán Nghệ An, là đệ tử ruột của cựu Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Lâm mới được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 7 vừa qua. Năm 2017, tại nhà riêng ở khu biệt thự Vinhome Riverside, Hoa Sữa 4, Long Biên, Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan đã nhận vợ Nguyễn Ngọc Lâm là Phạm Thị Thanh Nga, lúc đó giữ chức giám đốc chi nhánh ngân hàng SCB Thăng Long, làm em gái nuôi. Lý lịch của Nga không mấy trong sạch về tiền bạc cũng như tình ái. Thời làm thư ký cho ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Nga và Thành chim chuột với nhau, bị các nhân viên nhiều lần bắt gặp. Nga lợi dụng thành để rút tiền từ ngân hàng ra mua đất và khách sạn, rồi bán lại kiếm lợi. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Ngọc Lâm và Phạm Thị Thành Nga. Thành dùng Nga nhằm mục đích thao túng tâm lý bà Trương Mỹ Lan, vì Nga có chồng là quan chức ngành công an với mối quan hệ rộng, có thể giúp được ngân hàng và tập đoàn của gia đình Trương Mỹ Lan phát triển mạnh và an toàn. Nhiều người trong ngành công an đánh giá vợ chồng Nguyễn Ngọc Lâm là số đỏ, may mắn hơn cả Xuân Tóc Đỏ từ cách sống hạ lưu, gian manh, thâm độc, kém cỏi, bỗng nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội nhờ dùng mát công an. Đặc biệt nhất là vợ của một tân thứ trưởng bộ công an, phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga lại giúp việc cho một người bị kết án hình sự. Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2004, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án Đinh Văn Thành tù chung thân về tội tham ô tài sản. Trước khi bị khởi tố, Thành đã chạy trốn khỏi Việt Nam, hiện nay đang ở thành phố New York tại Hoa Kỳ người bắt nước cho thành chạy trốn là vợ chồng tân thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm. Vì Ngọc Lâm biết quá rõ, nếu bị bắt, Đinh Văn Thành rất có thể sẽ khai ra là vợ chồng mình đứng chống lưng, giúp sức tích cực cho Đinh Văn Thành và Trương Mỹ Lan. Và đây là hình Đinh Văn Thành và quyết định tri nã do Nguyễn Ngọc Lâm ký. Điều cực kỳ bẫy ổi và trơ trẽn đó là quyết định tri nã Đinh Văn Thành là do chính tay thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm ký với cương vị Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Ngoài ra, liệu tân Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang có dính chạm vụ án Vạn Thịnh Phát hay không, mà phong tỏa lời khai của bà Trương Mỹ Lan về vợ chồng Phạm Thị Thanh Nga và Nguyễn Ngọc Lâm. Với một mớ kiến thức giang hồ cùng thâm niên gấp lửa bỏ tay người, kết hợp năng khiếu ném đá dấu tài, con đường thăng quan tiến chức của Nguyễn Ngọc Lâm đã phát triển một cách thần tốc mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ trưởng phòng 10, cục 46, cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, nay là cục C01, cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Nguyễn Ngọc Lâm đã dùng tiền để chạy lên chức phó cục trưởng C01 rồi làm giám đốc công an Quảng Ninh. Sau đó trở về Bộ Công an giữ chức Cục trưởng C03, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Hiện nay, ông Ngọc Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và đây là hình Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong các thứ trưởng Bộ Công an hiện nay, Ngọc Lâm có thái độ xem thường, không tôn trọng bất kỳ ai, mặc dù về năng lực và chuyên môn thì rất yếu. Ngọc Lâm đi lên từ lính nghĩa vụ, không được đào tạo chính quy, không có kiến thức căn bản, nhưng tài chính của Ngọc Lâm thì không ai địch nổi. Nguồn tài chính mà vợ chồng Nguyễn Ngọc Lâm thu vào gồm có tham gia các phi vụ rửa tiền, giúp Trương Mỹ Lan chuyển đi nước ngoài, thành lập các công ty ma, để thu mua nhà phát mại từ ngân hàng SCB, bảo kê các công ty game hoạt động trá hình tại Việt Nam, cưỡng ép Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu và Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn TNT. Cúng tiền và nộp tô theo định kỳ, doanh nhân Hồng Tuyển và Bầu Hiển rất căm thù và oán hận Nguyễn Ngọc Lâm vì Lâm một khi ăn là ăn cả sàn chung cư, cướp là cướp nguyên dự án, đưa doanh nghiệp từ khó khăn sang nghèo bền vững. Dù sự thật không bao giờ được phơi bày một cách công khai trên hồ sơ pháp lý, nhưng công lý của luật nhân quả sớm hay muộn sẽ chiếu thẳng vào cuộc đời của những kẻ bất nhân, sống xa hoa trên xương máu của người dân cùng khổ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là người mất nước cho Đinh Văn Thành trốn ra nước ngoài. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việc bổ nhiệm ông Tô Ân Sô làm trợ lý tổng bí thư có phải là trường hợp đặc biệt hay không? Ngày 8 tháng 9, BBC Tiếng Việt bình luận ông Tô Ân Sô làm trợ lý tổng bí thư Tô Lâm có đúng quy định hay không? Theo đó, Trung tướng Tô Ân Sô được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức trợ lý Tổng Bí thư và phụ trách văn phòng Tổng Bí thư vào ngày 4 tháng 9. BBC đánh giá ông Tô Ân Sô là người khá thân cận với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông đã theo ông Tô Lâm từ Bộ Công an sang văn phòng Chủ tịch nước và hiện nay là văn phòng Tổng Bí thư. BBC cho biết ông Tô Ân Sô được bổ nhiệm chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm từ tháng 11 năm 2021 chỉ hơn một tuần sau khi ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước, thì vào đầu tháng 6 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô đã nhận nhiệm vụ mới tại văn phòng chủ tịch nước, nhưng không rõ chức vụ của ông Sô tại đây là gì. Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhận xét, trong thông báo ngày 4 tháng 9 về quyết định bổ nhiệm ông Sô làm trợ lý tổng bí thư, vẫn ghi ông là trợ lý bộ trưởng Bộ Công an, trong khi ông đã chuyển về văn phòng chủ tịch nước. Thêm vào đó, từ ngày 6 tháng 6, Bộ Công an đã có bộ trưởng mới là ông Lương Tam Quang, nên nếu ông Sô so đã làm việc tại văn phòng chủ tịch nước mà vẫn là trợ lý bộ trưởng công an là điều không hợp lý. BBC cho hay, dù không rõ chức vụ của ông Sô so tại văn phòng chủ tịch nước, nhưng ông có mặt tại hầu hết các cuộc họp và các chuyến công tác quan trọng của Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Như vậy, trước khi được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng bí thư Tô Lâm, Trung tướng Tô Ân Sô so đã tháp tùng ông Tô Lâm trong nhiều sự kiện cuộc họp quan trọng. BBC dẫn quy định số 30 ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký. Theo đó, ông Tô Lâm là người giới thiệu đề xuất ông Tô Ân Sô làm trợ lý của mình. Tuy nhiên, ông Tô Ân Sô đã 61 tuổi, quá tuổi lao động theo quy định 30 nói trên. BBC dẫn lời một nhà quan sát cho rằng, việc bổ nhiệm ông Tô Ân Sô có thể được xem là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt này có lẽ xuất phát từ vai trò trợ lý của ông Sô ở Bộ Công an trước đây và trên cơ sở đề xuất của lãnh đạo mà trợ lý đó phục vụ, tức là Tổng Bí Thư Tô Lâm. Và đây là hình trung tướng Tô Ân Sô. BBC dẫn thêm một ý kiến khác từ chuyên gia lý giải rằng chức danh trợ lý tổng bí thư không theo luật lao động nên không cần xét độ tuổi. Ví dụ, một trong những trợ lý của tổng trọng là ông Đinh Văn Ân, sinh năm 1953, 58 tuổi, khi lần đầu được bổ nhiệm chức vụ vào năm 2011 và làm cho tới khi ông Trọng qua đời. Vẫn theo quy định 30, chức danh trợ lý đòi hỏi cá nhân phải giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương vụ trưởng trở lên ít nhất là 3 năm. Ông Tô Ân Sô từng làm chánh văn phòng Bộ Công an trong hơn 3 năm, nên ông thỏa mãn yêu cầu cho vị trí này. Ngoài ra, BBC cho rằng việc ông Tô Ân Sô rời văn phòng chủ tịch nước sang phụ trách văn phòng tổng bí thư cũng gợi ý rằng ông Tô Lâm sắp tới sẽ không còn kiêm nhiệm chủ tịch nước. Dự kiến chức vụ này sẽ được quốc hội bầu tại kỳ họp tháng 10 của quốc hội. BBC cũng cho biết, bên cạnh vị trí trợ lý, ông Tô Ân Sô còn kiêm chức phụ trách văn phòng tổng bí thư. BBC dẫn lời một nhà quan sát giấu tên cho hay, văn phòng tổng bí thư là một bộ phận trong văn phòng trung ương đảng có nhiệm vụ phục vụ tổng bí thư. Văn phòng này gồm các trợ lý, thư ký, các nhân viên hành chính, cảnh vệ, lái xe, cần vụ, tạp vụ, bác sĩ, điện báo viên của Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, trong phần thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng, không có thông tin cụ thể về Văn phòng Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việc bổ nhiệm ông Tô Ân Sô làm trợ lý Tổng Bí Thư có phải là trường hợp đặc biệt hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.